Mức ủng hộ Tổng thống Obama xuống thấp nhất, theo tin Hoa Kỳ. Theo kết quả một cuộc thăm dò do báo Washington Post và ABC News thực hiện, thì sự ủng hộ của dân chúng dành cho Tổng thống Barack Obama đã xuống đến mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua. Vị trí hiện nay của ông Obama khác hẳn so với một năm trước đây, khi ông chuẩn bị cho nhiệm kỳ nhì. Sau khi thắng lớn trong cuộc bầu cử, hiện có một con số kỷ lục dân Mỹ nói rằng họ không hài lòng với cách làm việc của ông Obama sau khi xảy ra một loạt các sai lầm mà ông vấp phải. Với gần đây nhất là các khó khăn trong việc ghi danh tham gia chương trình Obamacare. Khi được hỏi là ai có khả năng nhất để giải quyết các vấn đề khó khăn của đất nước, cả ông Obama và đảng Cộng hòa cùng có được 41%. Một năm trước, ông Obama vượt hơn phía Cộng hòa tới 15%. Về câu hỏi ai là người có khả năng đối phó với vấn đề tài chính hơn cả, thì ông Obama được 41% và chính phía Cộng hòa là 45%. Năm ngoái, cùng vào thời điểm này, ông Obama có 54% và phía Cộng hòa là 36%.